áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì. Vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Cô chào các em. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn luyện các bài toán về nhân, chia, số, thập phân. Chúng mình cùng làm bài toán thứ nhất. Thực hiện dãy tính. Câu A. 3,2 nhân 4/5 cộng với 6,8. Ở dãy tính này có phép nhân và phép cộng, có xuất hiện số thập phân và phân số. Ở đây cô sẽ chuyển phân số 4/5 sang số thập phân. Trước hết chúng ta hãy chuyển nó thành phân số thập phân trước. 4/5 có mẫu là 5, chúng ta sẽ biến 5 thành 10 bằng cách nhân với 2. Vậy cả tử và mẫu của nó sẽ phải nhân với 2. Bước 1 biến đổi bằng 3,2 nhân với 8/10 cộng với 6,8. Chúng ta biến đổi tiếp theo bằng 3,2. 8/10 chính là 0,8 nhân với 0,8 cộng với 6,8. Ở đây có phép nhân và phép cộng, chúng ta thực hiện phép nhân trước. 3,2 nhân với 0,8. Cô đặt tính ra đây cho chúng ta cùng quan sát. 3,2 nhân với 0,8 chúng ta đặt tính như nhân hai số tự nhiên. Và bước 1 chúng ta nhân như nhân hai số tự nhiên. Ta lấy 8 nhân với 32. 8 nhân 2 16, viết 6 nhớ 1. 8 nhân 3 24, nhớ 1 25. Bước thứ 2 chúng ta quan sát xem thừa số thứ nhất có 1 chữ số sau dấu phẩy, thừa số thứ hai có 1 chữ số sau dấu phẩy. Vậy kết quả có 2 chữ số sau dấu phẩy và chúng ta đếm từ chữ số tận cùng bên phải và đếm lùi sang trái. Bắt đầu 1, 2 rồi đánh dấu phẩy. Kết quả chúng ta được là 2,56. Vậy tích này là 2,56 cộng với 6,8. Đến đây chúng ta gặp một phép cộng hai số thập phân và chúng ta đã quen thuộc rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ đặt tính cho dấu phẩy thẳng dấu phẩy và phần đơn vị thẳng phần đơn vị, chúng ta sẽ cộng. Kết quả chúng ta được, cô cậu đặt ra đây, 2,56 cộng với 6,8. Chúng ta thực hiện cộng, chỗ này không có gì, có nghĩa là 0. 6 cộng 0 bằng 6, 8 cộng với 5 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 2 cộng 6 là 8, nhớ 1 là 9. Và dấu phẩy hạ thẳng dấu phẩy, kết quả chúng ta được 9,36. Chuyển sang câu B cũng tương tự như vậy. Ở đây có phép trừ và phép nhân và có xuất hiện số thập phân và phân số và số tự nhiên. Chúng ta sẽ chuyển phân số thành phân số thập phân trước để viết nó dưới dạng một số thập phân và thực hiện dãy tính. Bước 1 biến đổi, viết bằng 5 trừ đi 6/25. Ta thấy 25 nhân với 4 bằng 100, cho nên sẽ nhân cả tử và mẫu của phân số này với 4. Và ta được phân số là 24/100. Nhân với 1,6. Chúng ta sẽ viết 24/100 chính là 0,24. Và bước tiếp theo viết 5 bằng 5 trừ 0,24 nhân với 1,6. Cô lại đặt tính xuống dưới cho chúng ta cùng quan sát. 0,24 nhân với 1,6 Bước 1 chúng ta nhân như nhân hai số tự nhiên. 6 nhân 4 bằng 24, viết 4 nhân 2. 6 nhân 2 12, nhớ 2 14. Tiếp tục 1 nhân 4 bằng 4,
1 x 2 bằng 2. Thực hiện cộng 4 hạ 4. 4 cộng 4 là 8. 2 cộng 1 là 3. Bước tiếp theo chúng ta quan sát. Thừa số thứ nhất có 2 chữ số sau dấu phẩy. Thừa số thứ hai có 1 chữ số sau dấu phẩy. Vậy kết quả sẽ có 3 chữ số sau dấu phẩy. Chúng ta đếm từ phải sang trái. 1, 2, 3, đánh phẩy. Phía trước không có gì, ta viết 0. Kết quả là 0,384 bằng 5 trừ đi 0,384. Chúng ta lại thực hiện phép trừ xem bằng bao nhiêu. Chúng ta đặt tính 5 trừ 0,384. Khi thực hiện phép trừ hai số thập phân, chúng ta 5 chúng ta sẽ viết sang số thập phân bằng 5, phía đằng sau tương ứng chúng ta viết thêm số 0 cho nó có cùng số chữ số sau dấu phẩy với số trừ. Ở đây ta viết 0, 0, 0. Và chúng ta thực hiện tính 10, đây là 0, đây là 0 vay 1. 10 trừ 4 bằng 6. Vay 1. Ở đây 10 vay mất 1 bằng 9. 9 trừ 8 bằng 1. Chỗ này 10 cũng đã bị vay mất 1 thành 9. 9 trừ 3 bằng 6. 5 đã bị vay mất 1 thì còn 4. Kết quả thẳng hạ thẳng dấu phẩy ta được là 4,616. Bằng 4, kết quả 4,616. Tiếp tục chúng ta cùng nhau chuyển sang bài toán thứ hai. Tìm một số biết 0,75 của số đó là 12/5. Đối với dạng bài toán này, tìm một số biết 0,75 hoặc là biết một số nào đó của số đó là một số thì ta tính số đó bằng cách lấy 12/5 chia cho 0,75. Và lời giải của chúng ta như sau. Số đó là 12/5 chia cho 0,75. Ở đây cô lại chuyển số 12/5 sang phân số thập phân trước, rồi sẽ biến nó thành số thập phân để thực hiện chia hai số thập phân. 12/5 thì nhân cả tử và mẫu với 2. Cô biến đổi bằng này. Ta được 24/10. 24/10 chia cho 0,75 bằng 24/10 thì là 2,4 chia cho 0,75. Chúng ta cùng đặt tính 2,4 chia cho 0,75. Đây là phép chia hai số thập phân. Chúng ta bước 1, chúng ta đếm xem ở số chia có bao nhiêu chữ số sau dấu phẩy. 1, 2 chúng ta gạch bỏ dấu phẩy và lùi dấu phẩy của số bị chia sang phải cũng hai chữ số. 1, 2 vậy ta thêm số 0 vào đây để lùi dấu phẩy sang chỗ này và gạch dấu phẩy cũ đi. Kết quả thì ta được là 240 chia cho 75. Thực hiện phép chia như chia hai số. Tự nhiên 240 chia 75 thì được 3. Chúng ta xem nó dư bao nhiêu. 3 x 5 bằng 15, 10 trừ 5 thì bằng 5. Nhớ 1. 3 x 7 21. Nhớ 1 là 22.
4 trừ 2 thì bằng 2, vừa đã em quay mất 1 rồi thì còn 1, vậy là dư là 15. Đến đây chúng ta sẽ đánh phẩy ở kết quả và thêm 0 vào số dư thành 150 chia cho 75 thì được 2. 2 nhân 75 bằng 150, trừ đi kết quả là dư là 0. Vậy phép chia này có kết quả là 3,2 và ta viết bằng 3,2. Sau đó chúng ta ghi đáp số 3,2. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài toán thứ 3. Tìm số tự nhiên x, biết 2,5 nhân 2,7 nhỏ hơn x nhân 2 nhỏ hơn 2,7 nhân 4,5. Ở đây chúng ta quan sát thấy ở bên trái là một phép nhân, ở bên phải cũng là một phép nhân. Chúng ta thực hiện hai phép nhân này trước. Hai phép nhân số, hai số thập phân. Bước 1 chúng ta nhân như nhân hai số tự nhiên. Và ta được kết quả ở bên này 25 nhân 27 thì bằng 675. Bước thứ hai chúng ta xem kết quả sẽ có bao nhiêu chữ số sau dấu phẩy. Dựa vào thừa số thứ nhất có một chữ số sau dấu phẩy, thừa số thứ hai có một chữ số sau dấu phẩy, vậy kết quả sẽ có hai chữ số sau dấu phẩy và chúng ta đếm từ số 5, 1, 2. Kết quả là 6,75. Bên này 2,7 nhân với 4,5. Bước 1 chúng ta cũng nhân như nhân hai số tự nhiên thì kết quả là 1,1,2,1,5. Bước thứ hai chúng ta xác định xem kết quả có mấy chữ số sau dấu phẩy. Thừa số thứ nhất có một chữ số sau dấu phẩy, thừa số thứ hai có một chữ số sau dấu phẩy, vậy kết quả có hai chữ số sau dấu phẩy và chúng ta đếm từ chữ số tận cùng bên phải và đếm sang trái 1, 2, kết quả là 12,15. Và chúng ta hạ xuống 6,75 nhỏ hơn x nhân 2 nhỏ hơn 12,15. Và chúng ta nhận xét rằng x nhân 2 sẽ là một số chẵn bởi vì nó nhân với 2. Vậy chúng ta xem trong các số mà lớn hơn 6,75 và nhỏ hơn 12,15 thì những số nào là số chẵn. Từ đó suy ra x nhân 2 sẽ nhận những giá trị đó và chúng ta sẽ tìm được x. Chúng ta thấy rằng các số chẵn 8, 10, 12 sẽ lớn hơn 6,75 và nhỏ hơn 12,15. Do đó, x nhân 2 sẽ tương ứng nhận 3 giá trị đó và chúng ta lần lượt viết. Đầu tiên trường hợp thứ nhất, x nhân 2 bằng 8. Chúng ta có thể viết tắt là TH1, có nghĩa là trường hợp 1. X nhân 2 bằng 8. Ta tìm x. X bằng 8 chia 2. X bằng 4. Trường hợp 2. Trường hợp 2. X nhân 2 bằng 10. Chúng ta tìm x. X bằng 10 chia 2. Vậy x bằng 5. Tiếp tục chúng ta sang trường hợp 3. TH3. X nhân 2 bằng 12. 12 vẫn đảm bảo nhỏ hơn 12,15. Ta tìm x. X bằng 12 chia 2, x bằng 6. Chúng ta sẽ không thể lấy x nhân 2 bằng 14 nữa bởi vì số đó không nhỏ hơn 12,15. Vậy là chúng ta kết thúc các trường hợp và chúng ta ghi câu trả lời. Vậy x bằng 4 hoặc 5 hoặc 6. Chúng ta trả lời vậy. X bằng 4 hoặc
x bằng 5 hoặc x bằng 6. Và chúng ta đã hoàn thành bài toán thứ 3. Tiếp tục là bài toán thứ 4. Tính bằng cách thuận tiện. Câu A, 1,4 chia 3 cộng với 5,8 chia 3. Ở đây chúng ta thấy một tổng của hai thương. Hai phép chia đó có cùng số chia là 3. Vậy chúng ta có thể tính nhanh như sau. Chúng ta sẽ mở ngoặc bằng 1,4 cộng với 5,8 rồi chia cho 3. Tính chất này gần giống như phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện trong ngoặc trước. 1,4 cộng 5,8 thì bằng 7,2. Rồi chia cho 3. Phép tính 7,2 chia cho 3 thì chúng cô sẽ đặt tính cho chúng ta cùng quan sát. 7,2 chia 3. Phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Chúng ta bước 1 chia phần nguyên của số thập phân cho số tự nhiên. 7 chia 3 thì bằng 2. Dư 1. Tiếp tục đến dấu phẩy. Chúng ta đánh dấu phẩy vào kết quả. Và chúng ta hạ số tiếp theo là 2. 12 chia cho 3 thì bằng 4. Ta viết sau dấu phẩy. 4 x 3 bằng 12. Vậy số dư là 0. Kết quả của phép chia 7,2 chia 3 sẽ bằng 2,4. Và chúng ta viết vào đây bằng 2,4. Câu B tương tự như thế. Chúng ta thấy phép trừ của thương, hai thương mà hai phép chia này có cùng số chia, cho nên cũng tương tự như câu A, chúng ta có thể tính thuận tiện như sau. Ta lấy ở mở ngoặc, trong ngoặc là hiệu 40,48 trừ đi 8,48 rồi chia cho cái số chia chung đó là 3,2. Chúng ta thực hiện tính ở trong ngoặc trước và dễ dàng chúng ta nhận được kết quả trong ngoặc là 32. 32 chia cho 3,2. Kết quả này bằng 10 bởi vì 32 sẽ gấp 10 lần 3,2 bằng 10. Sau đây là bài toán thứ 5. Tìm x, 12,3 chia x trừ đi 4,5 chia x bằng 15. Ở đây chúng ta quan sát bên tay trái là một hiệu của hai thương, trong đó hai phép chia có cùng số chia là x. Vậy chúng ta có thể biến đổi như sau. Ta viết bên trái thì bằng 12,3 trừ đi 4,5. Tất cả chia cho x. Ta lấy hiệu của hai số bị chia rồi chia cho số chia chung bằng 15. Đến đây chúng ta thực hiện phép trừ ở trong ngoặc trước. Phép trừ ở trong ngoặc thì chúng ta được kết quả là 7,8. Sau khi chúng ta đặt phép tính, đặt dấu phẩy, thẳng dấu phẩy và thực hiện phép trừ, chúng ta được kết quả là 7,8 chia x bằng 15. Đến đây, một phép chia có số chia chưa biết, tìm số chia, ta lấy số bị chia, chia cho thương, x sẽ bằng 7,8 chia cho 15. Cô sẽ cùng đặt tính cho chúng ta quan sát. 7,8 chia cho 15
Đây là một phép chia số thập phân cho số tự nhiên. Bước 1, ta lấy phần nguyên của số thập phân chia cho số tự nhiên đó. 7 chia 15 thì bằng 0, dư 7. Tiếp sau là đến dấu phẩy. Chúng ta đánh dấu phẩy sang kết quả và hạ số 8. Ta được 78 chia cho 15 thì được là 5. 5 nhân với 15 thì bằng 75. 78 trừ 75 thì dư 3. Đến đây, ta tiếp tục thêm 0 để chia tiếp. Thêm 0. 30 chia cho 15 thì bằng 2. Và dư 0. Vậy kết quả của phép chia 7,8 chia cho 15 bằng 0,52. Ta viết x bằng 0,52. Tiếp tục chúng ta cùng nhau chuyển sang bài toán thứ 6. 10,4 lít dầu cân nặng 7,904 kg. Hỏi bao nhiêu lít dầu có cân nặng là 10,64 kg. Ở đây dễ dàng chúng ta nhận dạng đây là loại bài toán rút về đơn vị. Bước 1, chúng ta cần phải tính xem 1 lít dầu có cân nặng là bao nhiêu. Sau đó chúng ta trả lời câu hỏi. Đầu tiên cô viết 1 lít dầu có số cân nặng là, hoặc là 1 lít dầu cân nặng là. Ta lấy 7,904 chia cho 10,4 bằng. Cô sẽ thực hiện tính sang bảng bên này, coi như là đây là nháp của chúng ta. Ta lấy 7,904 chia cho 10,4. Đây là phép chia hai số thập phân. Bước 1, chúng ta bỏ dấu phẩy ở số chia và đếm xem nó có mấy chữ số sau dấu phẩy. Có một chữ số sau dấu phẩy. Bước 2, chúng ta dịch dấu phẩy của số bị chia sang phải đúng bằng chữ số sau dấu phẩy của số chia. Ở đây có 1, ta dịch 1. Ta dịch 1 này thì bây giờ dấu phẩy chuyển đằng sau số 9 và bỏ dấu phẩy cũ đi. Ta lấy 79,04 chia cho 104 thành phép chia của số thập phân cho số tự nhiên. Bước 1, lấy phần nguyên chia cho số tự nhiên. 79 chia cho 104 thì bằng 0, dư 79. Tiếp theo là đến dấu phẩy thì ta đánh dấu phẩy sang kết quả và ta hạ đến số 0 để chia. 790 chia cho 104 thì ta được 7. Ta nhân 7 x 4 bằng 28, viết 8 nhớ 2. 7 x 0 là 0, nhớ 2 là 2. 7 x 1 là 7, vậy là bằng 728. Lấy 790 trừ đi 728 thì ta được số dư là 2 này. 10 trừ 8 bằng 2, nhớ 1. 9 trừ 2 bằng 7, nhớ 1 bớt 1 thì bằng 6, vậy dư là 62. Hạ tiếp số 4 xuống. 624 chia cho 104 thì được là 6. 6 nhân với 104, kết quả đúng bằng 624, vậy số dư là 0. Ta được kết quả của phép chia của lời giải đầu tiên là 0,76. Đơn vị là kg. Bước thứ 2, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Số lít dầu
10,64 kg là 10,64 chia cho 0,76 bằng. Cô lại đặt tính ra đây. Cô đặt tính, chúng ta tính ra nhá. 10,64 chia cho 0,76. Chúng ta cùng theo dõi cách làm. Ta bỏ dấu phẩy ở số chia và đếm xem nó có bao nhiêu chữ số sau dấu phẩy. Ở đây có 2 chữ số sau dấu phẩy thì ta dịch dấu phẩy của số bị chia sang phải cũng 2 chữ số. Vậy bỏ dấu phẩy này và dịch sang phải 2 chữ số thì nó trở thành số tự nhiên. Ta lấy 1,064 chia cho 76. Ở đây là phép chia hai số tự nhiên. Chúng ta chia dễ dàng rồi đúng không ạ? Đầu tiên ta lấy 106 chia cho 76 thì bằng 1. Và dư là 36. Hạ đến số 4. Dư là 30 ạ. Cô xin lỗi, dư là 30. 106 trừ đi 76 thì thừa là 30. Vậy là số... Tiếp tục hạ đến 4 thì ta được 304 chia cho 76. Lúc này nó được 4. 4 x 6 24, với 4 x 2, 4 x 7 28. Vậy đúng bằng 304, dư ở đây là 0. Và kết quả của phép chia chúng ta đang tính là 14. Đơn vị ở đây là lít. Sau đó thì chúng ta ghi đáp số. 14 lít. Các em thân mến, vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau ôn luyện về các phép tính nhân chia số tự nhiên. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.